Bây giờ còn lại màu này nè. À, bữa tím luôn phải không? Bữa tím. Bữa hổm tím luôn, bây giờ còn lại màu này tầm khoảng 0.25. Bữa hổm hơn 1 chấm mà bây giờ tuột xuống còn 0.25 trở lại. Khí độc là không có nè. Không có anh. Không có khí độc. Còn giấc này pH ổn. pH này khoảng 8. Mình thấy là môi trường ok ổn định lại đó. Hổm gầy có thấy lên cờ ghiêu nhiều chưa? Ghiêu hổm chim chưa đánh men, ghiêu cũng còn có lá không? gai quậy Cũng nè, có lá gai chưa không? hết. Của em là nếu đánh bánh men nếu hết hết tiền này đánh lên ốc gạo là nhiều lắm, tại vì của em có gốc, cũng có gốc sẵn này, ốc gạo sẵn nữa lên nha nó. Kìm tới 160 rồi. Sát một ngàn. Ừ, cao lắm. Kìm tốt. Không đánh được mấy bữa. Thì đặt bữa, cái bữa em hôm qua nhắn tin cho anh là bữa đó bữa thứ ba đó. Mới ba bữa thôi đó. Dạ, bữa nay là bữa thứ tư. Mới bữa thứ tư thôi đó mà lọc phèn từ hơn chấm mà xuống còn 0.25. À, anh dặn ba bữa anh xuống anh kiểm tra thì nhắc kiểm tra. Hôm qua Quá. nó xuống, bữa nay thứ tư. Mấy tư ha. Bà ổng làm lều đó rồi tôm rồi gỡ lên mười mấy triệu bắt hả? tới nay cua tôm cua chắc cũng mười mấy triệu rồi, tôm vòng cái 70-80 triệu rồi, hai bữa hai bữa thú cá xong hai bữa đó 40 triệu rồi, ha. không biết sao lai gai người chạy chăm lai gai Trước tiên hiệu quả gửi giống rồi với hôm nay anh xuống ở chỗ em đó để kiểm tra lại cái môi trường cho em, tại vì hôm bữa là anh xuống anh đã kiểm tra rồi, thì cái lúc đó là cái hiện tượng là anh đo bị phạt. Thì bây giờ trước tiên là nhờ em chia sẻ lại địa chỉ mình ở đâu vậy? em ở ấp Tân Phú xã Phong Điền Nhân Thời. Ấp Tân Phú xã Phong Điền huyện Trần Nhân Thời. Yeah. Thì hôm bữa là anh xuống cao em để kiểm tra cái môi trường đó, thì cái lúc đó là anh kiểm tra cái phèn của em, nhớ là cái anh đo mà phèn mấy chấm không? Chấm chấm mấy gì đấy cũng 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 tím lắm, Tím gì luôn phải không? Rồi lúc đó anh cua tôm sao em? cuông tôm nói chung nó cũng đóng rồi vàng dữ Đóng vàng luôn hả? Mang đóng vàng luôn ha. vậy Rồi con nơi cua đóng vàng không? cua thì nó con số vàng số nó cũng còn trắng nó cũng cũng Vậy ha. Ví dụ ừ. như một số nó cũng bị đóng chân vàng, đúng không? Rồi khi mà anh đã kiểm tra xong rồi anh đã cho em cái liều men vi sinh để đánh đó, thì cái lúc đó cái men anh đánh là phải là cái này không? Đúng rồi, alumin Alumin phải không? yeah. Thì cái alumin này em đánh dung em bao nhiêu công? 30 công 30 công ha. Thì cái lúc đó anh cho cái liều đánh của em là bao nhiêu? gói là mình xài được 3 công á, được Một gói ba mười công ha. mười gói 3 công Rồi. Ngoài cái đánh alumin này ra thì anh có cho em đánh thêm cái nào nào nữa không? Hay là alumin thôi? chai 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 không có không có hiểu Gì hả? Cái dòng đủ gói của anh nó có nghĩa là kết hợp hai loại đó lại đánh một bộ gì là 3 công, đúng không? Thì cái alumin này là vi sinh là siêu ăn phèn nè, phèn sắt phèn nhôm nè, gây màu nước đẹp luôn đó. Thì khi mà anh cho em đánh như vậy thì khoảng thời gian bao lâu thì em thấy cái hiện tượng tôm cua nó hết bị đóng vàng gì? Em đánh gì thì cũng 2-3 bữa sau thấy bóng này bóng tôm bóng tôm lần tôm nó còn vàng không? Không Cơm mang nó còn không, vàng không, nó bóng nó trắng hay không gì là mấy bữa? Chắc tầm 2 bữa quá. Tầm 2 bữa ha. Thì hôm nay là em có gọi cho anh xuống đây để kiểm tra lại, thì bữa nay là ngày thứ tư đúng không? Thứ tư. Ngày thứ tư á, thì lúc nãy anh kiểm tra thực tế cho em thấy đó, anh cũng cho em coi đó, thì cái màu của cái chỉ số mà đo phèn em thấy còn tím không hay là nó màu sao? Nó nhạt lại Nó nhạt lại đúng không? Nhạt nhiều nhiều hơn cái hôm dữ lắm. Nhịp dù thậm chí là nãy anh kiểm tra còn khoảng chừng 0.25 thôi, từ một hơn một chấm mà xuống còn có thứ năm mà mới có 4 bữa. Với lại ngoài ra thì anh cũng thấy là tôm em lúc nãy là dở vô đó, là tôm rất là bóng, nó không bị đóng vàng luôn đúng Dạ không? đúng rồi, bóng tôm. Rồi có con tôm nó còn sằng sụn như trước không? Bị lúc trước là anh vô kiểm tra đang tôm hơi nhám đúng Dạ. không? Hơi nhám. Này nó bóng không hơi gì, bóng hơi thôi. Bóng hơi luôn ha, như thao mỡ luôn. Thì em thấy là cái dòng men vi sinh là alumin là xử lý phèn của bên anh là thấy hiệu quả không vậy? Hiệu quả. Hiệu quả ha. Hiệu quả thấy anh làm hiệu quả mới Vậy đó. Ủa tại sao mà em biết mà em gọi cho anh để hỏi em thì cũng coi YouTube còn nhiều này thấy. Có nghĩa là em lên YouTube rồi em mới thấy anh. Nhưng tụi em lướt Facebook cũng thấy anh nữa Vậy anh nổi tiếng như sao? rồi YouTube thì thấy nhóc Đó thì anh xuống là hỗ trợ. Ví dụ như ban đầu em có giống như là trước khi làm là em có nghi ngờ hay là không có tự tin về cái sản phẩm bên anh không thấy nó cũng được quả thấy cũng nhìn rồi sàn thì thấy
ok mấy có nghĩa là có nhiều người xài rồi, rồi em mới tự tin là em gọi cho anh. Nhưng mà quan trọng bây giờ là khẳng định là em có thấy nó hiệu quả không? Hiệu quả Hiệu quả ha. Cái men ăn phèn này đánh vô em là hiệu quả rồi đó, nhưng mà cái liều lượng như thế nào? Ví dụ anh đưa ra cái gói này không, mà anh còn một cái chai riêng bí quyết của anh nữa đó không, mình phải kết hợp như vậy thì nó mới hiệu quả thật sự. Không biết mua bịch này không nhiều bánh đâu hiệu quả đâu. Chính xác. Cho nên là ví dụ như bà con mà mình muốn làm á thì mình cứ gọi về cho anh hoặc là về công ty á, để xuống kiểm tra thực tế rồi hướng dẫn đánh cho nó hiệu quả. Đôi khi những cái ao chỉ cần đánh cái gối này thôi cũng hiệu quả rồi, mà đôi khi những cái ao cần phải có sự kết hợp. Tại nó nặng quá, môi trường nó quá. Chính xác đó. Thì hôm nay thì anh cũng cảm ơn chỗ Di cũng đã chia sẻ là cái hiệu quả của cái men vi sinh alumin xử lý phèn bên anh đó. Rồi bây giờ nó đã hết phèn rồi thì anh sẽ tiếp tục hướng dẫn em là xử lý cái đáy ao rồi nước lặn cợn nè, bắt đầu gây mồi mình thả tôm. Nhưng mà nghe nói thì xử lý phèn xong xuôi chân hổng ngày cũng được khá khá ha, thu hoạch khá khá, Cũng cũng đỡ cũng gỡ gạt lại. gần gần hết. Rồi vậy là anh cảm ơn cho Di đã chia sẻ ha. Rồi cảm ơn em. Yeah.